phát hiện lô xe khách ở Điện Biên làm giả số khung, số máy. Ngày 20 tháng 8, tin từ Cục Đăng Kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đơn vị đã phát đi thông báo tới CSGT các tỉnh, các trạm đăng kiểm cả nước về việc dừng hoạt động đối với 3 xe khách mang biển kiểm soát 27B004.52, 27B004.16 và 27B003.87. Cả 3 xe này đều của công ty TNSS Long Giang ở tỉnh Điện Biên. Trước đó, Cục Đăng Kiểm nhận được phản ánh của người dân thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên về việc công ty TNSS Long Giang chuyên mua giấy tờ của những xe bị tai nạn, cháy nổ và xe bất hợp pháp từ Lào, Campuchia để đưa về nước cải tạo, thay đổi số khung, số máy rồi đăng kiểm và lưu hành chở khách ở Việt Nam. Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Cục Đăng Kiểm làm rõ sự việc. Ngay sau đó, Cục đã phối hợp với Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an, tổ chức giám định kỹ thuật và xác định, cả 3 chiếc xe trên của công ty TNSS Long Giang đều bị sửa chữa số khung, số máy và tự ý thay đổi tổng thành xe, không đảm bảo về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định. Cả 3 chiếc xe này công ty TNSS Long Giang đang hoạt động vận tải hành khách các tuyến cố định như Điện Biên Hải Phòng và Điện Biên Bắc Giang. Ngoài ra, Cục Đăng Kiểm cũng nghi vấn xe 27B004.65 của công ty này bị thay đổi số khung, số máy, nhưng xe đã bán nên đang tiếp tục kiểm tra, xác minh làm rõ. Ông Nguyễn Minh Cương, Phó Cục trưởng Cục Đăng Kiểm cho biết, do số khung bị cắt cả MNG lớn, sau đó hàn lại, số máy cũng được cắt gọt rất tinh vi nên các trung tâm đăng kiểm rất khó nhận ra khi đưa đến đăng kiểm. Phó Cục trưởng Cục Đăng Kiểm cho biết thêm, Cục đã có văn bản đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Điện Biên thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số 3 xe vi phạm nêu trên, đồng thời cảnh báo trên hệ thống quản lý đăng kiểm để các trung tâm đăng kiểm biết, từ chối tiếp nhận kiểm định phương tiện. Trước đó, ngày 27 tháng 3 năm 2019, chiếc xe khách BKS27B003.43 của công ty TNSS Long Giang do tài xế Phan Thanh Phú điều khiển lưu thông trên quốc lộ 2C, khu vực xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc, đã đâm vào đoàn người đi đưa tang khiến 7 người chết. Tháng 6 năm 2019, một xe chở khách khác của công ty này đâm trực diện với xe tải biển số Lào trên quốc lộ 6 qua tỉnh Hòa Bình, khiến 3 người chết, hơn 30 người khác bị thương. Thái Bá, bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận được nhiều thông tin mới nhất.